Dạ, xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Tiệm đang có chiếc Sferia Laser Do Edward Star Mark SNL6 ạ. Size 52, khung sườn đứng 462mm, còn ngang là 531mm ạ. Ghi đông 420mm, còn phô tăng 110mm ạ. Chiều cao phù hợp từ 1m63 đến 1m73cm. Khung carbon, càng carbon ạ. Bộ chuyển động U tẹt ra đời 6870 và đu lắc 9110. 2x11 tốc ạ. Để đánh giá chiếc này còn được bao nhiêu phần trăm? Xin kính mời quý cô chú, anh chị và các bạn cùng theo dõi. Em xin đi vào quay từng chi tiết đây ạ. Yên xe cũng có bị rách ở phần phía sau này ạ. Yên xe hiệu Edward. Khung sườn ta mắt SNL6 này rất là đẹp luôn ạ. Phô tăng 110, còn ghi đông size là 420mm ạ. Ghi đông carbon dẹp rất là đẹp luôn. Ghi đông hiệu Sferia Laser Do Edward ạ. Tay lắc U tẹt ra đời 6870. Còn phía trước logo của Sferia Laser Do, nó đẹp dữ lắm luôn. Ngàm thắng đu lắc 9110 ạ. Khung càng trước còn mới dữ lắm. Nền full zoom mà. Mirror full zoom carbon. Khung sườn Edward này nó đắt tiền dữ lắm luôn. Nó còn đẹp quá xa đẹp. Dư lượng xe còn mới tinh à. Không có vấn đề trầy xước hay rạn nứt gì hết. Bộ chuyển động điện ạ. Dò dĩa U tẹt ra còn đẹp dữ lắm. Mới tinh à. Dò dĩa 6800 172.5mm ạ. Dĩa 52-36 ạ. Cụ đề U tẹt ra điện ạ. Còn clip đu lắc 9001 ạ.
ngầm tháng sau đô lắc 9.110 ạ. Em quay nhẹ thôi, nhưng mà chớn của niền nó đi nhiều tô dữ lắm luôn, cối nổ cũng to nữa. Dạ, còn bây giờ em đổi chiều, quay sang bên tay trái của khung sườn ạ. Yên thì cũ rách rồi. Khung sườn thì còn như là mới luôn, đẹp lắm. Tay quay còn rất là mới ạ. Thấy ngay chỗ BB có để chữ ceramic cừ ạ. Khung sườn ếch quật nhìn nó đã thiệt luôn. Nó đẹp dữ lắm, đẹp luôn. Khung càng trước hai bên đều không có chảy xước hay rạn nứt gì. Còn mới tinh à. Như lườn xe, đẹp lắm. Dạ, khung sườn xe Gia Lai Dừ Đô ếch quật này đời năm 2018, cái khung không là 99 triệu à. Còn bộ gúp điện là 41 triệu, cặp niền full room 34 triệu ạ. Còn những linh kiện khác trên chiếc xe này tầm khoảng 16 triệu ạ. Dạ, đây là những giá mà đời năm 2018 ạ. Dạ, còn giá hiện tại bây giờ em xin nhận ship về đến Việt Nam của mình là 89 triệu ạ. Dạ, video đến đây em xin phép tạm dừng video lại rồi. Nếu như quý cô chú anh chị và các bạn có nhu cầu, xin liên hệ em qua Zalo. Em xin kính chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo ạ.